Khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chứ chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu mình gặp cô đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu đó, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương. Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình vía thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, chứ mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó
nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước, thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Maui này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường, thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó thầy đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? À, như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước một chút thôi, 20-10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á, thì nó đưa ra cái gì? Bất tính. Bất tính là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tính. Có một câu chuyện vui á, anh chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á, không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm gì cũng có. Anh móc túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tín á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tín. Tín là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á, là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần, chứ không phải ông này con đàn ông là thiện, còn đàn bà không, đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à. Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tín,
chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tính, là mình có niềm tin. Mà bất tín là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử. Không, tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm. Nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi,
mà anh không có đạo đức. Anh có một phần trưởng giả thôi, đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng, thường thường mình quý mấy vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó, có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi không dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi, ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải. Nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe, mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại. Nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì? Qua đây đi tu. Anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu. Đức lưng quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghĩ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biếng nhác của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu không chịu ráng. Nhiều khi no quá, còn chút thì nó ráng đi. À cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn. Có không? Vậy tại sao tu không làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ. Phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa mận chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cái chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy. Ví dụ hôm nào giận ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không nghỉ tu rồi, tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi,
nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm. Y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nha. Nói trời sao đi chơi không mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới boost up trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường cái thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi không có hứa à, ăn được ngày nào ăn à. Rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn. Nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mảnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tôi không có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm ra một con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói 3. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia họ gặp mình, họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi trưởng một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là ta bàn tay chuyển pháp luân.
Bây giờ quý vị nhìn lên tay Phật nha. Đức Phật bắt hai cái cánh tay, hai bàn tay Phật bắt hai cái ấn này. Một cái, hai cái Đức Phật chấp lại để biểu tượng cho ánh sáng mặt trời xoay vần để xóa cái tối tâm vô minh, cho nên gọi là chuyển pháp luân. Ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Chuyển pháp tức là vận chuyển cái bánh xe pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói, nếu mà quý Phật tử quý vị có thấy rằng sau khi quý vị nghe pháp một thời gian rồi, mình mở mang ra nhiều, hiểu biết nhiều không? Đó. Như vậy thì quý thầy chuyển pháp, mình nghe mỗi ngày cái tâm trí mình sáng dần những cái mê lầm, những cái hiểu lầm của ngày xưa tan dần hết, tan dần hết. Hồi xưa mình mê đốt giấy tiền vàng bạc lắm. Tại vì mình nói là đốt xuống dưới cho ông bà có xài, mà lên chùa ghi xin cho ông bà con mau siêu thoát. Nếu mà siêu thì có ở dưới đâu lãnh cái tiền đó. Như vậy mình làm chuyện gọi là gì, mâu thuẫn không? Xin cho Phật, xin Phật cho ông bà con lên trển, mà năm nào cũng đốt giấy xuống dưới cho ông bà xài. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho ông bà ở dưới xài. Vậy con muốn ông bà ở dưới hay muốn ở trên? Muốn ở dưới thì khỏi ghi tên cầu siêu, phải không? Mà muốn ghi tên cầu siêu thì khỏi đốt giấy nữa. Hiểu được cái đó rồi, ô cái mê lầm của cái đốt giấy đó nó không còn nữa. Như vậy thì hai cái bánh xe mà Đức Phật chuyển nè, ánh cái này như là cái vần mặt trời, Đức Phật chuyển ánh sáng mặt trời để cho cái ánh, cái bóng tối nó xua tan. Và nó là hình ảnh của một bánh xe chuyển. Cho nên cái ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Điều thứ hai, Đức Phật bắt hai cái ngón cái, hai cái châu lại nương vô nhau, tượng trưng cho gì? Trục xe, giữ xe cho thăng bằng. Và những cái ngón tay đó là câm xe. Đây là trục xe và câm xe, nó liền lạc, nó đi với nhau, xe không có đổ. Điều thứ ba, điều thứ ba, hai cái này còn tượng trưng cho gì? Vật chất và tinh thần. Mình sống ở đời, ngoài cái chuyện đi tìm cơm áo gạo tiền, không thể thiếu tinh thần đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, gần thiện hữu tri thức. Tại sao? Bởi vì nếu mình khổ, tiền nó không có giúp mình. Nhiều khi tiền càng nhiều, khổ càng lớn. Nhưng mà nếu như mình hiểu được đạo lý mà Đức Phật dạy, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Hồi qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á. Cái ông chồng đó, ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á, anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng.
If you want, I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói: anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho con câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối, và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm, không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết, tại vì sáng nào cũng đi cày. Về thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon, múc miếng nếm thử. Ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy người ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế. Mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên cái người tu là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết. Mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình. Sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ. Tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A, bổ vitamin A. Thiếu vitamin C, bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin. Viên thuốc của thuốc bổ mà. Chỗ nào khuyết, thiếu, bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình.
Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp. Mình sắp, mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có, không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á, cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết á. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên, thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là Vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của Ngài Thi Sĩ Huyền Không, bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu tự câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối:
là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Biết đến bao giờ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình đó, nhờ giáo pháp cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụp lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn, trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không, nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á,
Thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiếp thôi, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình ở giống như ở dưới cái chân giày của ông. Ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt, ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa, thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó.
Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm á, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình rồi, cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm á, lên tàu á, bị hải tặc á giục, giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm con mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy cổ lùm là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó, người ta ở cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao không? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy, đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật, thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ biểu một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết, lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó, cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại lành, thoại tướng, điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Phật tử chúng ta là những người tu học, không có người nào mà sống trên đời này mà muốn mình không có phước hết, ai cũng muốn có phước hết. Cho nên mình mới nghe chỗ nào mà bố thí làm lành ít nhiều mình đóng góp để mình cầu gì? Cầu phước. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy mình cầu phước thì mình phải làm sao để cho cái phước nó trọn vẹn. Mình nghe Pháp á, là mở tuệ. Mình đóng góp, mình làm việc gì đó là có phước. Mà con người mà sống mà phước tuệ đầy đủ á, thì mình tu hành nó trơn, nó trọn vẹn, nó thuận lợi. Đức Phật là một người thầy, nhưng mà ở nơi Đức Phật, cái nhân cách, cái đạo đức, cái hạnh lành của Ngài, Ngài thực hiện không có giây phút nào mà Ngài từ nát. Ví dụ như là một hôm nọ, Ngài A Na Luật, quý vị biết trong hàng đệ tử Phật có một vị tỳ kheo, một vị thầy, tên của Ngài là A Na Luật. Thì thầy A Na Luật Ngài không có thấy đường, cho nên y áo của Ngài rách hết. Đức Phật đi đến thăm Ngài A Na Luật và thấy Ngài A Na Luật y áo rách hết mà không có thấy đường để may. Đức Phật ngồi xuống, lấy kim chỉ ra may vá y cho đệ tử. Thì các thầy mới biết được, các thầy mới nói: bạch Đức Thế Tôn, để cho chúng con làm. Này giống mình đó. Bình thường thấy nhà dơ không quét, ông thầy mới cầm cho thầy: thầy để con.
Giống như mẹ mà chén xin đầy chén mình không rửa, tới hồi mẹ chị, mẹ đứng dậy mẹ rửa cái mẹ để đó con. Giống không? Cái này là tại Pháp Hòa biết là nhỏ qua vậy đó. Mình lười mẹ thấy ai làm thì mình sẽ nhào tới mình làm gì, lấy điểm. Thưa đại chúng, là khi mà Đức Phật may vá như vậy thì các thầy mới đến xin, nó thôi xin Đức Thế Tôn để cho chúng con làm. Đức Phật nói không, các thầy cũng cần phước, Như Lai cũng cần phước. Rồi Đức Phật liền dạy một bài pháp: người sống ở đời có 6 thứ phải nên cầu, 6 thứ phước nên làm. Một là bố thí. Bố thí, nhưng mà bố thí nó có 3 cách: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Người ta cần cơm ăn áo mặc mình cho, nhưng mà có những người trên đời này ta đâu cần đó. Ta cần gì? Người ta cần lời khuyên, nghe tầng người ta cần sự cảm thông, người ta cần sự an ủi, thậm chí người ta cần nụ cười của mình. Nhưng mà mình gặp họ không bao giờ mình cười, mà thậm chí mình đang cười với người này, xây qua họ cái cười mình nó lạnh lại. Hồi nãy mình đang lỏng, đang loãng vậy, nhìn qua họ cái tự nhiên mình cứng đơ, và mình nói trời, tôi thấy nó cái tôi chết đứng. Tôi thấy nó cái tôi đứng hình. Một Phật dạy một là thí. Thưa đại chúng, ở trên đời á, có nhiều khi mình muốn cho mà không có cơ hội, bởi vì không ai tới xin. Pháp Hòa ví dụ như ở cái xứ này là mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao? Không ai thiếu gạo hết. Không ai thiếu gạo, mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo muốn chết, tại ăn nhiều tiểu đường. Bây giờ bố thí quinoa chắc được. Tức là nhiều khi mình muốn cho mà chưa chắc người ta nhận, bởi vì ta chưa cần. Cho nên nếu mà đủ duyên, đủ dịp mà chúng ta gặp dịp mà chúng ta bố thí, chúng ta làm mà không cần nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình phải có bạc trăm, bạc ngàn mình mới cho mới gọi là đúng, không phải vậy. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí cho người nghèo phước ít hơn là bố thí cho chùa, không phải, tùy cái duyên. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng tiền xây Phật, xây chùa, và mình cúng dường cho mình một cái người nghèo, người ta đói khổ. Cái đói khổ mình cho đó là mình chỉ cứu được cái gì? À, nhất thời thôi. Chúng ta gọi là cứu cái ngặt. Còn cái nghèo nó truyền miên sao cứu? Ta kêu ngặt nghèo. Lúc mà ta bảo lục mình tới cứu được. Còn cứu nghèo cứu nổi không? Nhiều khi mình cũng nghèo vậy, nhưng mà tại vì người ta ngặt quá. Mình tuy mình nghèo, nhưng mà ta ngặt ngay cái lúc đó, mình cho người ta một chút được. Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn bán bên này, đói đâu mà. Thưa đại chúng, mình khi mình cứu cái ngặt, còn cái nghèo thì nó nhiều lắm. Mà thậm chí tất cả chúng ta ngồi đây không ai dám nói mình giàu đó. Có giàu có dám nói đâu. Nhưng mà mình bố thí là mình cúng chùa, mình làm Phật, cái đó nó triền miên, nó dài hạn. Tại sao? Tại vì người ta nhìn Phật, người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được, người ta tới, người ta nương tựa, người ta tu, người ta hết khổ. Có nhiều người, người ta đói bụng, người ta nhịn được, mà khổ đau, người ta chịu không được. Cho nên ông Huy Cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì, cần bờ vai để mình khóc thôi. Cho nên nhà thơ Huy Cận mới nói: vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. Cho nhà thơ Huy Cận ngày ông cũng hiểu được, có đôi lúc mình không có cần gì hết á, mình chỉ cần bờ vai thôi, để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao dựa vô thành khóc cũng được vậy? Tại sao phải dựa vai? Tại vì nó có feeling.
Vậy cho nên bố thí mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người người ta sợ đói, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết. Và thậm chí có những người sợ chết, mà sợ cũng có thoát đâu. Thì mình nói làm sao để người ta hiểu. Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh thăm bệnh đó là người ta sợ chết lắm. Đừng nói. Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không? Có không? Có thấy thỉnh thoảng tượng Phật bắt ấn kiểu này không? Ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn vô ý thí. Ấn là gì? Nè, ấn nè. Đây cũng cái ấn nè. Thấy không? Đây cũng cái ấn nè. Ấn nhiều lắm. Vậy thì ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng của tâm. Mình muốn nói cái gì mà nói không được, biểu lộ thành cái ấn. Ví dụ như có nhiều người ta giận quá, ta tức quá, ta đánh không được, ta làm gì? Ấn này cũng cái ấn. Ấn cung tay. Mà mình, cái người kia mình gặp họ, hỏi ngon không? Họ không biết nói sao cho hết ý. Không, mà muốn khen nó giỏi quá. Muốn khen nó dởm quá. Ấn giỏi nè, ấn dởm nè. Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật á, có một cái ấn này. Ấn này gọi là ấn vô ý thí. Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất là ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Tiếp xúc với đất. Ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, trước khi mình đi ra mình nói vậy nè: bác đừng có lo nha, bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, ở đây mà chết là hết số đó, chứ còn ta không cho mình chết đâu. Nói vậy. Nói mà cái tay mình ra vậy nè. Cái này là gì? Vô ý đó. Đây là ấn vô ý nè. Còn mình đi vô mình thăm bệnh, người kia người ta vô bắt tay, xong rồi bắt cái tay này, tay kia mình để lên: bác khỏe không? Mấy ngày nay bác ăn uống gì được không? Trời ơi, tội không? Tay bữa nay xương xấu không? Tiếp xúc. Cho nên á, trong trò Phật giáo mình nói chuyện á, không có ai mà ngồi, bình thường người đời cũng vậy, không ai ngồi nói chuyện. Giảng sư mà lên: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Phật dạy như vậy, 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 đi xuống sao ông thầy ông cứng đời vậy? Mà ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả. Nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói: tôi hả? Là dỗ ngực. Tôi không sợ thằng nào hết. Mà cũng nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ. Vậy cái tâm của mình sao mà mình biểu lộ bằng cái hành động, cái tay, để người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là bây giờ mình sẽ hiểu thêm là tại sao tượng Phật bắt ấn. Có Đức Quan Âm có tổng cộng là 42 cái thủ ấn. 42 thủ ấn. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí một lời nói. Tiếng Mỹ nó có câu á: the meaning of life is to give. The purpose of life is to share. Cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng. Cho nên quý vị, hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình enjoy những món người ta nấu. Mình không đem gì hết đó, nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đây ăn.
Rồi mai mốt đây, quý vị đã từng phát tâm cúng dường, cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì có phương tiện tạo dựng cơ sở này. Và quý thầy tạo chùa để làm gì? Mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở. Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì mỗi lần mà làm lễ thì ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó. Tại vì thấy sợ không biết ai, mấy người đậu xe bảy ba đi, hàng xóm nó tới nó không gõ mỏ, mỏ gõ cửa. Cho nên thầy trụ trì tụng kinh chậm lắm, tại vì thầy bị yếu tim. Trời, thấy tụng bài sám mà nó già. Bây giờ tim nó lỏng rồi. May là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi, cho nên mình tụng theo kịp. Chứ người nào mà có cái nhanh nhẩu một chút mà tụng thảy ngồi thôi thầy đứt hơi chết. Cho nên mình cúng dường, mình bố thí, bố thật sự cúng dường cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là cái gì? Tặng, biếu, cho, bố thí, cúng dường. Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu, hoặc là người trên mình tặng biếu, còn dưới cho, bố thí, đem tới ông thầy cúng dường. Con Phật tử này, kính bạch quý thầy, hôm nay con xin hát một bài hát để cúng dường cho quý thầy. Cái hòa thượng nói, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Bố thí. Rồi mai mốt là quý vị đã từng bố thí rồi. Bố thí nhiều lắm. Cho nên trong cái bài sám, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh, dù chỉ một con sâu, con kiến, nếu con đã từng tu tập dù chỉ một buổi, nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một câu, tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết để hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác, nhưng mà giác có lúc, giác có khi. Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn mình tỉnh đến mức độ mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề, gọi là toàn giác. Đức Phật là toàn giác, còn chúng ta là gì? Một là bất giác, hai là phần giác, khổ đau giác đó. Dụ như lúc mình còn độc thân, nó ở vậy cho khỏe, nó buồn lắm anh ơi. Rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi, phải tôi nghe lời anh, giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi Vô Thượng Bồ Đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí, mà nhẫn cũng là một pháp tu. Nhẫn có phước. Có khi, có khi nhẫn không phải mình thua, mà có khi mình để làm cho cái cuộc, cái buổi đó, cái sự việc đó nó tốt hơn. Có phước lắm. Cho nên Đức Phật nói bố thí là phước, nhẫn là phước. Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời, còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện. Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn, vô trong chùa nhẫn còn dữ nữa.
Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy, nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy quýt mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về hết phước. Chữ mất đây không ai lấy lại của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh, nghe bài pháp, ăn chén cơm, đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh là giận sách vở về, mất buổi nghe pháp. Mất dĩa cơm chay. Vậy chứ mất phước. Mà hồi nãy đang cười đẹp quá mà tự nhiên hết không nhận được, cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng, thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói Như Lai không từ nan nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn, nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn? Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả, nóng 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân, cũng phải nhẫn. Vì mình sống ở xứ này nè, có khi thì nắng quá, như chiều nay thì sao? Ngày hôm nay lạnh đó. Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn. Pháp là gì? Là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn. Giờ này còn ngồi đây được á, tháng 11, tháng 12 dám ra. Thầy trụ trì nó ra đi, ngồi 5 phút thành Phật à. Con thôi để thầy thành đi. Con thành con được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn. Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội đó, cái chỗ đó cũng phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, sanh nhẫn là nhẫn con người. Đến khi nào mà mình thuần thục giữa người và cảnh, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Nó tại sao chị nhìn được nó hay vậy? Nó tại tôi quen rồi. Nó trời ơi, nó gặp tôi nó chết. Vì em mình nói vậy mai nó chưa gặp chị nên nó chết. Vô sanh nhẫn. Cái chuyện mình còn cười thoải mái được mà người khác không cười được. Mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Cái so sánh rất là nhiều. Đừng có nói chi nội cái chuyện mà mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi. Tại sao tôi cũng mua đó 2 đồng, anh này cũng mua 2 đồng mà ảnh tốt hơn tôi, mình cũng buồn rồi. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình nhẫn được, mình nhớ có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị, mình đi thuyền mà nhúc nhích cái nước nó vô chìm cả đám, ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy đó. Nhẫn cũng nhiều khi mình phải như vậy để chi nó qua cái cơn đó. Nếu không mệt lắm. Nhẫn cũng có phước, bố thí cũng có phước, dạy dỗ người ta cũng có phước. Ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ, mình dạy nó, nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào? Con nít ở đây á, khi mình nói say no, nó khác với người ở Việt Nam mình lắm. Cha mẹ nói không, không cần giải thích. Nhưng mà con nít ở đây nó khác. Mình nói không mà mình phải giải thích, nó mới phục. Và thậm chí mình nói cái đó hư thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi, cái đúng để nó thấy. Chứ còn mình no mà mình không nói gì hết, nó không phục. Cho nên mình phải dạy nó. Mình phải dạy dỗ và mình phải nói pháp, nói nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, tại sao quý thầy hay giải thích?
Tại sao phải cúng hương, tại sao phải thắp đèn, tại sao phải cúng hoa, tại sao phải cúng nước, tại sao phải cúng trái cây. Cái đó là nói nghĩa. Nói cho mình nghe cái nghĩa của nó. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước ngực đấy, có một cái chấn ngay cái cổ áo này. Đây là may áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam, có cái chấn cái áo ngay đây, để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo chồng lên 3 lớp. Và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. 3 lớp đó là tượng trưng cho Tam Bảo. 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu còn không nữa, ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Còn Phật tử mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái sống áo mà xếp, chứ không có xếp chỗ khác. Ra cái áo tràng rồi nắm ngay cái sống áo xếp lại. Mà khi mình nắm ngay cái sống áo thì tự nhiên mấy cái hai cái tay áo nó khép vô. Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được cái sống của giáo pháp thôi, đâu nó vô đó hả? Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật pháp không ngoài 3 môn: giới, định, tuệ. Không ngoài 3 cái đó. Làm bất cứ việc gì không ngoài 3 cái giới, định, tuệ. Cho nên nói pháp, nói nghĩa, bảo hộ chúng sanh. Mình ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh. Bây giờ Phật tử mình á, mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè, căn bản nhất, ăn chay. Rồi ngày hôm đó mình không đi chơi, mình ở nhà mình tụng kinh. Ví dụ lễ Quan Âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 lại Quan Âm. Hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú Đại Bi. Nói chung là lễ Phật nào, Bồ Tát nào, cái mình tụng kinh, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên cái ngày Phật Đản á, cái ngày Phật Đản á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau: Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Valentine's Day, đủ thứ day hết mà quên Buddha's Birthday. Bắt đầu từ bây giờ, Phật tử hãy nên nhớ là mình nhớ gửi cái text cho nhau là chúc mừng Phật Đản. Phải có cái đó. Mình nhắc nhở nhau, thậm chí còn hẹn nhau: cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì. Đừng có đợi lễ là gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật Đản tổ chức tiệc, mời bạn tới nhà ăn, toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử, chúng ta celebrate, chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta tinh tấn, chai lạc và bảo hộ với nhau. Mình không kêu họ ăn chay, họ quên, họ ăn mạng. Tu là phải hú. Cho nên ai gặp mình mà nói chị mà tu gì, chị tu hú với tu gì, người ta không có chê đâu, người ta khen đó. Ta đang khen mình đó, tại vì hú người này tu, hú người kia tu. Người ta quên lễ Phật Đản, mình text, mình nhắc: anh ơi, ngày mai lễ Phật Đản nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Đó là bảo hộ chúng sanh, bảo hộ bạn mình để bạn mình được chai lạc một ngày, bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó. Phước không? Phước. Cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá phóng vô hồ mới kêu phóng sanh. Ăn chay là phóng sanh đó, phóng sanh thực tế luôn.
để dành được 100 đô mới đi bố thí gọi là phóng sanh. Chỉ cần 1 tháng 26 ngày chay. Ăn nổi không? 10 ngày thầy. Pháp Hòa thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ăn chay 1 tháng có 2 ngày. Ăn tháng ăn 2 ngày, ngày chẳng ngày lẻ. Cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Quý vị biết khi mà ngài Đức Phật á, ngồi may cho áo cho ngài A Na Luật, biết ngài dạy câu gì không? Thầy A Na Luật, hãy cầm những mũi kim này nhíp lại để cho những mảnh vải rách nó liền với nhau. Cũng như là chúng ta lấy chỉ giáo pháp mà kết với nhau lại thành một. Cái đó gọi là tăng. Tăng là vậy đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Người kia đang rời rạc, mình phải phone người đó. Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập. Có nhiều khi tu một thời gian rồi thấy không linh gì hết trơn. Cúng cũng dữ lắm, tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xui. Rồi hứa đủ con mà qua cái chuông này, cái kinh con in ngàn cuốn. Con ăn chay 3 tháng cúng Phật này cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình đưa người đó trở về với chánh pháp. Bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau. Thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau. Em đọc cái bài này hay quá, em gửi cho chị đọc. Đó là một hình thức bảo hộ để giữ người đó mãi mãi tinh tấn trọn vẹn trên đường tu. Quý vị biết là Pháp Hòa đi đường với mấy chú tiểu, hồi đó còn chở đi học, lên xe bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường Pháp Hòa đều thành một bài dạy các chú hết. Ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong nó quẹo, Pháp Hòa mới nói thầy nuôi mấy con dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó. Tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được. Buông ra là nó làm sao? Nó lệch bánh, nó gây tai nạn. Có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng, tụi con tưởng không có đâu. Cha mẹ để tụi con đi vậy đó, nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ hai bàn tay cũng đỡ. Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi á. Tụi con tập đi mà mẹ với ba lúc nào cũng ở phía sau vậy nè. Để hả con mà sắp ngã thì cha mẹ tới đỡ. Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy. Phật bảo hộ mình cũng vậy. Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu. Trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên 6 điều cầu phước của Như Lai. Một là bộ thi, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy Phật, tự quy pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy Phật. Cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó. Con đường lớn đó.
mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Tuy rằng đạo tràng chùa Phổ Đức ở trong phố kia gọi là chật, nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi, nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết. Nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới, chen nhau để mà tới, tới để mà donate, cúng dường vô điều kiện. Vậy thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta muốn cầu cái phước. Vậy thì phước từ đâu? Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy. Nghe pháp để chúng ta phát triển cái huệ. Nhẫn nhục bố thí bảo hộ chúng sanh. Một người mà người ta biết tu tập, mình có phước lớn lắm. Cho nên thưa đại chúng, thấy một người nào đó tâm họ lung lay, mình phải đưa tay tới mình cứu họ. Cái đó gọi là ấn địa xúc, ấn vô úy. Người đó nói thôi tôi không đi nữa đâu, tôi tới đó tôi phiền não lắm, thà tôi ở nhà tôi không có phiền não. Mình có thể nói với họ: chị ơi, anh ơi, hãy phát nguyện như ngài Địa Tạng đi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật. Ngài Địa Tạng phát nguyện như là địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Còn mình bây giờ chúng sanh còn quá trời mà mình muốn gì? Chứng quả, quả lựu, nổ trước khi chúng sanh cần. Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm, quả bom, quả lựu. Cho đi chùa nhiều khi trong vỏ móc ra không phải chuỗi, không phải hình Phật, mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định, của giới soi lên, để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm. Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá. Mình chưa có thể như ngài Huệ Năng đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Chúng ta chưa. Chúng ta phải học như ngài Thần Tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Trời ơi, cái thân này mà nó bệnh một chút làm sao Tú? Đừng có nói đã bệnh nặng, nhức đầu thôi, nhức đầu quá thôi con nghỉ tu. Nhưng mà nếu mà đi chơi á, má nhức đầu nhưng mà thôi để má ráng. Ráng đi chơi, không ai nói tôi ráng tu hết. Bữa nay má ăn chay á, nhưng mà tại thấy tụi con vui quá thôi để má ráng đi. Đi chơi đi làm gì á, chúng ta ráng được. Phải không? Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng. Cho nên thí dụ mình nói trời tôi nhịn nó 3 lần rồi, thôi ráng chút nữa đi, ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mắc chi phải ráng, nhưng mà thôi đời này phải ráng. Phải không? Có nhiều khi mình ăn chay, ăn chưa quen thèm lắm. Mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ nó mình thích, dễ để nhăn nhãn trên bàn vậy. Ở bữa Pháp Hòa mới nói, Phật nói trong kinh có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm. Ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà nó kiên chú vô chuyện ăn chay. Mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về, nó cũng đi tới. Nhiều vậy con? Mua tiệm nào con? Mắc mớ gì tới mình? Bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật dạy hay lắm. Phật nói mình phát tâm thì có, mà trú tâm thì không.
để má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật, nhưng mà không có chú tâm niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nó về nó ăn, mình đi ngang mình nói nhớ ăn ớt hay không, món này có ớt mới ngon không, rồi xong rồi đi làm tiếp. Rồi mình đi ngang nó, mình thấy sao chén nước tương còn nguyên, nói má pha rồi đó con, vừa ăn lắm. Phát tâm thì có mà trú tâm không. Cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà Phật rành tâm lý nữ, cho nên Phật nói nữ đi tu một lần thôi. Tại vì Phật làm như vậy để mình phải trú tâm. Tại vì một cái tật của người nữ là tâm thì dễ phát mà rất khó trụ. Nghe đi chùa cứ phát tâm rần rần đi, nghe làm gì cũng rần rần làm, nhưng mà giận cái buông hết trơn. Ở đây không phải mình nói xấu, giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu. Nhưng mà thưa đại chúng là Phật nói, tại sao Phật nói là người nữ đi tu lần thôi, không phải Phật không thương mình đâu, nhưng mà Phật nói như vậy để mình sợ, mình trú tâm. Cho quý vị mới thấy, ví dụ như người nam, không phải mình khen, mà thường thường á, những cái gì mà đặc biệt á, thí dụ như ở những cái tiệm may đồ mà người ta may những cái đồ mà thượng hạng đặc biệt á, người nam, những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nam. Tại vì sao? Khi họ làm cái gì á, họ để tâm, chú tâm cho làm nó viên mãn. Còn mình á, tại cái tâm mình nó rộng quá, chỗ nào mình cũng thầu hết. Cho nên cái tập nghiệp, cái đó là Đức Phật á, có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình, để chúng ta chuyển, chứ không có cái ý là ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái là xấu. Không phải. Ví dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham, Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham, mà cái nào gọi là tham mà tham xấu, gọi là tham bất thiện. Cái nào gọi là tham mà tham thiện. Tham á, nó cũng chưa chắc là xấu. Chưa chắc là xấu. Thí dụ như tham hướng thượng. Tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải tiếc biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí, nhưng mà phải bố thí trong khả năng, không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy. Cho nên Đức Phật, nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải hướng dẫn cho mình. Mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng, nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. Thí dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ. Có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui, nó thoải mái, thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không, nó chán, nó thấy nó no life, và nó compare với bạn của nó, thì nó phản ảnh là với mình. Hoặc là nó nuôi một cái ý, mai mốt nó 18 tuổi, nó nhất khoát nó sẽ rời khỏi mình. Còn nếu như mình lúc nào cũng yes, thì sao? Nó sẽ coi thường. Nó coi thường cái đó. Cho nên á, mình thương con là tốt, nhưng mà phải có tuệ. Thậm chí mình tu hành cũng vậy, tu là tốt, nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó, thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình. Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi, nhưng bữa nay bệnh quá ngộ không nổi, tụng 3 lần cũng được, chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe. Nói đúng ra Phật không có quẩn, Phật không có rảnh đâu ngồi tính coi ai tu ít tu nhiều, tu đủ tu thiếu gì hết. Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào. Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào, mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi, hay là mình đang cầu cái tiếng tâm, nó có trong đó. Mình phải thấy cái đó,
để mình chỉnh cái tâm mình. Chứ còn thật sự nói không có phải đấy, ô cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết. Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình. Và muốn chỉnh mình thì phải biết mình cho rõ để mình chỉnh cho nó đúng. Thí dụ như hôm nào á, mình khan tiếng thì đó tụng kinh nói, tụng thâm, cái đó gọi là trì kinh. Còn hôm nào mình tiếng tốt, mình gì? Tụng kinh. Tụng là sao? Ê a có âm điệu. Còn lúc nào mình khan tiếng không được, không tụng, trì kinh. Niệm Phật cũng có bốn cách niệm. Niệm lớn tiếng cho ta nghe, ta niệm theo, gọi là cao thanh. Cao thanh trì danh. 4 giờ sáng ngủ không được, ngồi dậy niệm Phật. Niệm dùm lên hết. Con nó ngủ không được. Má làm gì má? Má niệm Phật con. Đừng nói tội con. Trời ơi, nó sợ nó nghe chữ tội là nó vô phòng lại rồi. Rồi nó chùm mà nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. Khi mình không trì danh được thì mình gì? Không, mình cao, không cao thanh được thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá, để Phật trước mặt để quán tượng. Quán tượng. Đi một cái, đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng. Nhắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi, người đẹp mình còn tưởng được mà. Chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng, chưa gặp em anh vẫn tưởng rằng. Vậy thì hằng ngày mình nhìn Phật là quán tượng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tượng thì chúng ta quán tưởng. Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng, quán tưởng. Đến khi nào, lúc nào miệng mình cũng niệm Phật, tâm mình cũng có Phật. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Đấy. Chưa tâm chưa thuần dùng sâu chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ châu là đếm hột. Ngồi tê chân quá, đứng dậy, kinh hành niệm Phật. A di chân trái, đà Phật chân phải. A di chân trái, đà Phật chân phải. Kinh hành niệm Phật. Hơi thở, hít vô, A di, thở ra, đà Phật. Nhất là ngủ không được đó. Đừng có suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng khó ngủ. Nằm im, A di hít vô, thở ra, đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở niệm Phật. Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu. Tu trong mọi chỗ mọi nơi. Và mình làm được như vậy, tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết. Cho nên nói theo ngài Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? Nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, không có gây gỗ gì, trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói anh từ đâu tới? Dạ con từ đạo tràng tới. Nói vậy để làm chi? Để giữ tâm mình. Từ đạo tràng tới nha. Nãy đạo tràng nhỏ, qua đây đạo tràng lớn. Cho nên tới chùa Công Quả, chuyện đầu tiên lên lại Phật. Lại Phật để làm chi? Để nhắc nhở mình, rồi lát xuống bếp. Ai tới chùa kêu là cái chánh điện, với chánh điện ít người lắm. Ở dưới chỗ kia thành chánh điện. Nói là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi, không ít có ai ở lại lắm. Có cái chỗ chánh điện kia đông lắm. Chỗ đó tù dữ dội lắm. Cho nên á, cầu phước là ở rất nhiều trường hợp. Và khi mà cái gì đến mình, cầu đạo vô thượng, bảo hộ chúng sanh. Cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác, đó là bảo hộ chúng sanh. Nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh, phước lớn. Cho nên có những vị tại sao
ba gáo nước lên tấm Phật. Mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi tham sân si, bây giờ lấy giới một gáo, định một gáo, tuệ một gáo. Nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo. Trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết. Gáo được không? Lên gáo nước. Đông quá ba gáo người ta chờ. Đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà một cái. Rồi còn thò tay vô lấy một cái vuốt vuốt lên đầu. Ở Việt Nam mà các bà mà đi cái vụ này là bưng ngũ trao theo hết. Tới phiên mình cái mở nắp trao ra, thầy thầy rót dùng con miếng. Rồi lót xong rót thôi mà rót ra mà lỡ cái hũ cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nó đã. Ông thầy cũng thương bà hơn đúng không? Ông mút qua bà có bông nhiều của tôi. Cho nên rồi á, tắm Phật hết phiền não mà xin nước Phật về phiền não quá chừng. Nó không đúng. Chứ không cần phải thấm vô vuốt đầu gì đó. Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Nhớ không? Cái câu mình hay đọc á. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con. Trong cái cuốn Kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện A-di-đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã dự tri mạng chung thời gì đó. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật an lạc, hạnh phúc. Và bắt đầu từ bây giờ mình có thể tổ chức những cái buổi cơm ở nhà. Thay lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết. Tại sao lễ Phật đản không được? Tổ chức tiệc lễ Phật đản, mời nhau ăn chay, nhắc gửi những cái text cho nhau. Chị ơi, tuần tới đúng ngày đó tháng đó lễ Phật đản nha, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Nhắc với nhau như vậy để biến cái ngày lễ Phật đản này mỗi ngày mỗi năm sâu khắc trong tâm Phật tử. Phật tử mình hơi hời hợt cái lễ Phật đản. Lễ gì cũng nhớ, lễ Phật đản quên. Chúc đại chúng an lạc. Chúng ta hồi hướng. Hay như là Phật, trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa. Thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô. Bữa nay mình mới được quẹo vô. Rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Calgary. Thì giữa Calgary và Edmonton sát bên với nhau. Nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện, Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn. Hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày. Nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng. Và hy vọng chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Và thưa đại chúng, ở ngoài đời cũng có hai việc thôi. Một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi, phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy, trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Calgary rất là đông, đông lắm lần. Mà Phật tử Calgary rất có tâm, rất có lòng, mà tu cũng giỏi, mà phổi người nào cũng tốt. Pháp Hòa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy, quý vị tụng rất là lớn, tụng rất khỏe, quý thầy đỡ mệt vô cùng. Tu rất giỏi, phổi rất tốt. Giờ ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa, không bao giờ bị bệnh phổi. Xin chúc đại chúng tinh tấn an vui và mong gặp nữa. Thầy chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về
cả